Thật ra tôi nói bà con nghe, làm cái nghề nào cũng khổ, không khổ về mặt này cũng khổ về mặt kia. Thí dụ người làm công nhân cày đêm cá ban ngày, thấy tháng chia ba xẻ bảy rồi cũng trắng tay. Nào làm tiền nhà, tiền ngày tiền kia tiền nọ, cơm áo gạo tiền mỡ. Thật ra tôi nói bà con nghe, làm cái nghề nào cũng khổ, không khổ về mặt này cũng khổ về mặt kia. Thí dụ làm ông chủ nha, cũng nhức đầu lắm chứ bộ, không bán được hàng tiền đâu mà trả công nhân, tiền đâu mà trả công nhân. Thật ra tôi nói bà con nghe, làm cái nghề nào cũng khổ, không khổ về mặt này cũng khổ về mặt kia. Thí dụ người bán hàng rau, hàng